Kính chào quý vị và các bạn. Từ nay đến ngày 23 tháng 6, bà con ngư dân có thể khai thác được cá ngừ đại dương ở nhiều vùng biển. Theo bản đồ dự báo của Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, khu vực Bắc và giữa Biển Đông là những nơi bà con có thể khai thác cá ngừ đại dương với năng suất từ trung bình đến cao, tương ứng với những ô lưới có màu xanh và màu đỏ như thế này. Dự báo là trong ngày hôm nay, vươn khơi đánh bắt ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông thì bà con có thể yên tâm về thời tiết. Dự báo là gió khoảng cấp 3, cấp 5, trời ít mưa, chủ đạo là nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, độ có sóng từ 0,50 đến 2m. Còn khai thác ở ngư trường phía Nam, bà con cần chú ý đảm bảo các biện pháp an toàn, bởi khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, sẽ có mưa rông kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trong mưa giảm xuống dưới 10 km. Khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng sẽ có mưa rông trong ngày hôm nay, tuy nhiên thì mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi, tầm nhìn xa vẫn trên 10 km, gió cấp 4, cấp 5, độ có sóng từ 1 đến 2,50 m. Vùng biển Quảng Trị đến Cà Mau là nơi có thời tiết tốt trong hôm nay cho bà con vươn khơi. Dự báo là trời ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3, cấp 5. Còn vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang trong hôm nay, mưa cũng chỉ giảm xuống còn vài nơi, gió nhẹ và biển êm. Bản tin của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.